À, vâng, em lại gửi lời chào đến toàn thể các bác anh em đam mê đi rừng, đi săn bẫy. Thì hôm nay em tiếp tục giới thiệu cho các bác những cái bộ đồ nghề để các bác đi bẫy chim, các bác đi rừng ngụy trang rất là cao nhé. Thì đầu tiên em cũng xin giới thiệu sơ qua về cái phương thức giao dịch của shop. Để anh em mua bán vui vẻ thành công, các bác điện trực tiếp theo 3 số điện thoại chính này của shop để đặt hàng. Shop em đến từ Bắc Giang, luôn luôn là giao hàng xếp hàng qua ngành bưu điện. Anh em nhận hàng các bác mở ra kiểm tra, đúng sản phẩm thì các bác thanh toán tiền. Đấy, thì như bác thấy là hôm nay em giới thiệu chi tiết để các bác tham khảo kỹ trước khi đặt hàng mà nhé. Đấy, như thì đầu tiên như bác thấy là bên em là có giày ngụy trang này, đấy, giày ngụy trang đi rừng này, thì nó có phiên bản màu dàn di lính này và màu dàn di đốm thôi nhá. Đấy, có hai phiên bản, một là cổ cao, hai là cổ thấp. Đấy, tùy theo các bác lựa chọn. Khi bác mà muốn lấy cái màu dàn di lính thì các bác bảo là tôi lấy màu dàn di lính, hoặc là các bác lấy dàn di đốm thì bảo tôi lấy màu dàn di đốm các bác nhá. Hoặc là các bác có thể kết bạn Zalo, em gửi hình ảnh cụ thể chi tiết cho các bác xem. Đấy. Và bên em bán là cái túi đeo hông này. Đây là cái mẫu túi đeo hông mà có chai nước không nhá. Đấy, có chai nước này. Đấy, nó có hai phiên bản. À, túi đeo hông một cái là đựng chai nước. Đấy, khóa rất là chắc chắn, hàng màu dàn di đốm. Và cái mẫu túi đeo hông thứ hai là cái mẫu túi đeo hông mà không đựng chai nước không nhá. Đấy, có rất nhiều ngăn. Anh em có thể đựng những cái đồ dụng cụ loa đài, hay là những cái đồ các bác có thể điện thoại, hay là các bác đi chợ dùng cái này cũng rất là ok. Đấy, rất tiện lợi cho anh em đi du lịch, đi phượt, đi đi chợ các bác nhá. Đấy, rất tiện lợi vì nó khá là nhỏ gọn và đựng được nhiều đồ. Đấy, hợp lý các bác nhá. Giá thì em thông báo luôn là như đôi giày thì khoảng 150, thế còn túi đeo hông là 200. Đấy, em bao ship toàn quốc các bác nhá. Đấy, đây là hai túi đeo hông, một loại chai đựng chai nước, một loại là không đựng chai nước các bác nhá. Đấy, các bác lấy màu nào thì lựa chọn thì cứ alo cho em. Và tiếp tục giới thiệu bác là cái túi gọi là ba lô ngụy trang đi rừng. Đấy các bác nhá. Các bác có thể đi rừng hay là đi phượt, lấy cái ba lô này dùng cũng rất là ok. Cái này thì như các bác thấy là chất liệu bằng vải hết các bác nhá. Đấy, vải hết. May rất là dày dặn cho anh em. Và nó có rất là nhiều ngăn. Có một ngăn chính là ngăn to trong này. Đấy, để các bác đựng này. Và cái hai cái này là các bác khoác lên vai. Đấy, ngăn chính này. Và trong ngăn chính này thì như bác thấy là nó có một cái ngăn phụ ngoài nữa. Đấy, để các bác đựng đồ rất là nhiều. Và như các bác thấy là đây, bên em cung cấp hai cái mẫu quần áo ngụy trang này. Hai mẫu quần áo ngụy trang này để các bác lựa chọn này. Quần này thì nó có hai phiên bản thôi nhá. Đây là cái mẫu dàn di đốm và đây là cái mẫu quần áo lá cây khô. Đấy, quần áo lá cây khô. Giá thì em thông báo luôn là một bộ này là 400.000 đồng. Đấy, em bên em bao ship tận nhà. Đấy, và tặng các bác một cái mũ lưỡi chai các bác nhá. Đấy, đây thì em không mang mũ ra đây. Đấy, mang mũ lưỡi chai cùng đồng màu. Đấy, áo này. Đây là áo các bác nhá. Đấy, áo này. Áo liền mũ nhá. Đây, liền cái mũ này. Và cái mũ này thì có các bác có thể tháo được ra. Đấy, tháo được ra. Đấy, và áo này thì nó sẽ có khóa nhá. Đấy, khóa này. Vải kaki các bác nhá. Vải kaki mặc rất là dày dặn và mát. Các bác đi trong rừng mặc thì rất ok luôn. Đấy, có đủ size cho anh em đó nha. Đây, các bác có thể lựa chọn đủ size, đủ số cho anh em. Quần là quần quần túi hộp đó nha. Đấy, quần túi hộp như này. Đây, quần túi hộp. Quần là quần 4-6 túi nha. Hai túi đằng sông không này, hai túi chéo này, và hai túi ở hai túi ở đùi gối nha. Đấy, quần túi hộp màu lá cây khô luôn. Mẫu này thì em đang bán với giá là 400 các bác nhá. Đấy, hai mẫu này giống nhau. Đấy, về kích thước hay là về size số thì đều giống nhau, có đủ size cho anh em lựa chọn. Các bác cho em chiều cao cân nặng là em gửi đúng size cho anh em. Đấy, giá thì thực tế là như nhau, giá chỉ 400.000 đồng thôi. Đấy, một cái video rất là ngắn thôi, em sẽ kết thúc video tại đây. Xin chào và tạm biệt các bác. Hẹn gặp lại các bác trong những video lần sau.